Đây là đi tàu lúc mưa gió nè bạn. Rồi kẹt đi rất là lâu. Đi đảo sợ rất là mưa gió bạn. Bạn coi nè. Kẹt người ra không nhường, người biết không nhường bạn. Đi đây hết trơn luôn. Ôi người các bạn trải dài hết cái cầu luôn. Quá trời kẹt rồi. Đây mình sẽ dừng lên quay tí cảnh cho các bạn xem ha. Còn đây là cái view ngắm toàn cảnh để mình leo lên. Đây, có hồ nước nè. Cái nhà mình ở dưới các bạn. Đây là cái view toàn cảnh Hòn Sơn từ trên cao. Trời nữa bạn, trời mây đen nên mịt mù luôn. Mình đang rất là mạo hiểm khi đi quay các bạn. Mưa rồi mà không biết trú ở đâu ở trên đường Xiên Đảo rồi luôn á. Đây là cái con đường thẳng lên Xiên Đảo Hòn Sơn. Cởi nón xuống. Đây là cái thác ở trên Hòn Sơn các bạn. Thác bé bé thôi. Trên Hòn Sơn. Mưa này thì cũng có nước và lúc trước mình đi là không có nước luôn. Khá là trơn các bạn. Đẹp quá bạn. Nước mắt lạnh, nước quá trời mắt lạnh các bạn. Đây là có chụp hình giùm luôn á hả? Chụp hình giùm không? Biết chụp không vậy mẹ? Biết chụp không vậy trời? Mẹ ăn không? À, rồi ăn không? Không dính chút rồi. Rồi, rồi có gậy chưa trời? Có gậy chưa? Ngủ mặt hài láo láo. Bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 4 tuổi. 4 tuổi rồi, có gậy năm 12 ăn nhiêu? Có gậy chưa? Trời trời trời, ghê vậy. Dữ dằn thiệt. Chắc 10 tuổi là có ghệ đúng không? Dữ dằn thiệt chứ. Trời chưa sáng mà đêm mình được đặt đi tác nghiệp. Nên mình sẽ đi thăm sóc làng chài người dân trên Hòn Sơn. Trời đang mưa các bạn. Không biết là có kịp mưa không? Chủ nhà chưa mở cửa, mình tự mở luôn. Cái này sướng thế là xe cộ để lại ngoài đường rồi không có sợ mất. Bây giờ anh em mình sẽ đi qua bên cụ rùa. Hôm qua mình có hỏi cái anh chủ trọ, anh nói sáng là qua bên cụ rùa là có người dân họ kéo lưới lên rồi. Rồi nghe vào á, mình sẽ qua đó trải nghiệm cuộc sống người dân. Rồi coi sáng sớm ở đây có gì vui không bạn? Thấy có mấy người tập thể dục á. Xe thì đây được các bạn. Bán gì ăn đâu mà vui vui không? Đầy đường luôn. Có bán cái gì ăn lạ lạ mà. Đây cầu cạn vào sáng sớm, sáng thì mây đen các bạn, trời mây khá là đen. Trời ơi xe cho thuê các bạn đầy đường như tiệm bán xe máy các bạn coi ra. Trời ơi trời xe thuê ra. Trời ơi xe thuê. Nước đang lên từ từ các bạn. Ồ đẹp không? Trời ơi. Hôm nay biết có mưa hay không? Hy vọng là 12 giờ hả mưa. Lúc đó mình về các bạn. Cái quán hôm qua mình ghé ăn rồi.
quán Nhã Kỳ. Sáng là 8 giờ mở cửa các bạn. Anh nói qua đi anh khuyến mãi cho món mà. Và tạm biệt luôn bạn. Sáng thì mình cũng không thấy hàng quán gì nhiều nha. Ta ngủ hết rồi. Quá trời bên đây sóng lớn. Nhìn đẹp các bạn. Ở một hai ngày nhìn đẹp á, nếu mà ở ngày thứ ba mà sáng sớm ra thấy sóng thì là buồn chết các bạn. Sáng thì gió khá lớn. Giờ sẽ chạy lên con dốc huyền thoại cho các bạn ngắm mặt trời mọc này. Cái này lú lên trên mặt nước à. Đậu sát đi không xin. Để trẻ em lên xa. Chú ơi con, cái này món này con tiếng chưa? Anh em từng bên chú vừa chỗ. Có chỗ chọn món và thanh toán tại quầy ở dưới này. Combo ăn sáng 79k, hủ tiếu hải sản. Khóa số 7 thành số 9. 9k. Tôi cho trả 1k này chẳng 10k. Chắc rồi từ chú. Chú ngồi mà không khách vừa vô ăn luôn mà. Vừa lấy chỗ chú vừa cái resort mới xây luôn mà. Đây, try up. Để anh khóa số 7 thì còn 9k. Lấy tay bò số 7 thì còn 9k. Bò cho 1k cũng là thành 10. Cái resort kim quán ăn các bạn, bao sang bao xịn luôn. Chú mưa anh em mình cũng lựa chỗ đẹp đẹp tới giờ hôm nay. Không chú vậy chú linh tinh rồi chú vớ chú vẫn đâu. Không biết chừng nào mới hết mưa nữa bạn. Nãy đi trễ 5 phút nằm phòng chơi. Bỏ đi. Anh đi nha, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhé. Vừa chú mưa và vừa có em gái rất là dễ thương các bạn. Ghé cái quán ăn bà ba béo. Chắc câu này cô ba nè. Có món gì ta? Bún nghệ, hủ tiếu mực, hòn sơn. Anh ăn gì anh? Dạ. Dạ con coi menu. Bún nghệ là sao cô? Nó có gì với gì con? Cá đậu đất vậy đó. Dạ. Có mực, có tôm, có cá. Đầy đủ. Bún. Ăn trải nghiệm đi. Tức là nấu bằng cái con kẹp không? Cho con một hủ tiếu mực đi. Anh ăn gì? Con hủ tiếu mực được anh. Ăn theo anh. Bún. Sao vậy, một bún nghệ một hủ tiếu mực đi. Ăn trải nghiệm. Bún nghệ thì vẫn có mực đó không? Không, bún nghệ có. Có đầy đủ. Cá, mực, anh nói gì? Thì một thì anh muốn quăng không? Để con cứ làm một hủ tiếu mực, một cuốn nghệ đi. Rồi tụi con ăn gì hay con nghe. Đầu ở trong Nam mình không biết hủ tiếu là cái gì. Nó là cái món mì trần. Cô cho con quay phim xíu nha cô. Cái này là bún nghệ bên đây không con? Ờ, bún nghệ nước vàng á. Bên đây là nước súp hủ tiếu. Mì. Có thêm hủ tiếu mì nữa. Ủa còn quế này là nấu món gì con? Quế là để hủ tiếu rồi trang trí á. Cá. Cá thì bún cá. Này là cá gì con? Cá xương xanh. Cá xương xanh à? À, cá này con biết. Xương xanh dần. Cá này dưới con có cũng có hay nấu lẩu. Mực với chả cá. Tôm. Đó là món bún nghệ đó hả con? Dạ, bún nghệ đây. Còn bên đây là bún này mực hả, quên. Mực dạ. Chứ mực. Đây bạn dạng dạng hả? Bún nghệ hả? Lên chi cho màu nóng. À.
mình bán tới mấy giờ cô? 10 giờ, 11 giờ hết. Cái này bán chắc lâu dữ hả cô? Thật lâu rồi, 5, 6 năm, 6 năm. Ủa cái không. Cầu cảng này là mới xây hả cô? Không có, nó xây lâu rồi nhưng mà nó mới hư, nó sửa lại. À, còn cái mới mới. Mới hư sửa lại. Hôm đó ở bên Bãi Bắc á, mới đem qua đây chừng 2 tuần. À dạ, hàng chi rồi, hồi mấy năm, cả 2 năm trước con lại con không thấy cái này. Cái này là xây để làm gì cô, để mấy cái ghe nhỏ vào hay sao cô? Cái này của bên quân đội. À, của bên trong quân đội. Dạ, cầu nhìn ngon quá nè. Khá là đẹp. Đi ngồi à. Ngồi đây. Mình nhìn ra từ từ bún cá. Đây sao đây? Chanh thôi. Tắt. Đi một rau, một gỗ. Dân là. Đi một gỗ hay gì luôn bạn. Anh gọi là quắt hả? Vô mở hàng một phát là vô liên tục hai mấy người bạn. Bây giờ lúc bán không biết có ai. Hàng kem của hàng qua tại đi, tận tại đi. Nên hình như cô giảm giá cho mình á. Mình thấy menu là 40k và cô tính mình có 30 bạn. Đúng rồi. Cô bị cô thằng tài đến hay sao ấy. Nãy mình nói là trời thằng tài đến tham mấy người cái cô giảm giá cho mình hay là cô thấy mình quay video bạn. Thì kệ cũng cảm ơn cô nhiều. Đi về thôi bạn, đi về đi kiếm trải nghiệm khác ở trên Hòn Sơn. Để 12 giờ là anh em mình sẽ lên tàu đi về. Có cá không? Cá cơm bạn. Mùa này chỉ có cá cơm nữa nè. Cái con bự hơn là con cá gì bạn? Con gỏi, cá suốt. À, cá suốt hả? Cá suốt nè. Dạ. Cá gỏi nè. À, dạ. Cá đang gỏi. Cho con quay phim chút xíu. Dạ, con khách du lịch. Cái này là thường là để làm khô, khô xong rồi người ta kho không ta? Trời ơi, kho này á. Biết kho là bạn lấy cái bằng cái gì mà gan bạc là quý chương. Dạ, dạ. Sài Gòn quận 1 á. Cơm mình thích lắm. Quý chương vàng. Cái này là chắc cái vô mùa con thấy nhiều dữ á con. Cá cá mới là cá mùa là đẹp. À đây là đang mùa cá cơm. Tôi ở đây 8 đời trên mặt đất này. Từ ông bà tôi mấy trăm năm trước vậy đây. Dạ. Như vậy cũng có chung trực thôi nha. Dạ. Trời ơi con thấy quá trời cá cơm ngay mùa đẹp vô lắm, mùa cá cơm. Đẹp lắm rồi đó. Kho nó còn chua chiên tư rồi. Chiên bột quá hết sảy luôn. Dạ. Quá trời ngon. Bây giờ, mấy hôm nay đang nắng đẹp nó phơi được quá trời em luôn. Nắng đẹp là cá đẹp tới chiều cô. Dạ. Cái này mình phơi khoảng bao nhiêu lâu nó mới khô chị? Chiều là khô. Ủa rồi này mình bán thành phẩm rồi mình bán được nhiêu ký ta? 400 món. Dạ. Anh ở đâu lại? Con thì con nói, em thì em ở Bạc Liêu. Còn cái ông anh này nè, ông ở trên ngoài Bắc rồi á. À. Ở Thái Nguyên á. Dẫn ông ra đây chơi. À. Con thì con ra đi em ra đi nhiều lần lắm rồi. Ừ. Ra đây nhiều lần lắm rồi. Có không anh này là ổng mà đói giờ ổng chưa đi đảo, tại trên đó núi không ạ? À? Dẫn ra đây cho biết. Thì vậy ở đây người ta có ngày biển, vậy đó thôi. Dạ.
Nhưng nay là đất đang mùa cá cơm đó chị. Mùa cơm. Hèn chi đi đâu thấy cá cơm hết trơn. Không phải mùa nào cũng có chứ á, dạ. Mùa nắng mình mới phơi được. Dạ. Còn mùa mưa mà đi ngay mùa mưa đâu có phơi là. À mùa nào cũng có nhưng mà thường thường người ta sẽ chuẩn mùa nắng để ta bắt người ta phơi. Tâm ba mua cá cơm đó. Mùa dạ. Cũng bắt bằng con cá này luôn nè. Dạ. Con này, cái này đường, con này cũng làm được nhiều món lắm. À. Mình cũng có làm ăn liền, ăn giặt luôn cũng được nữa. Hôm qua nắng đẹp quá, bữa nay mới sáng sớm mà nó muốn mưa. Chưa đâu. Tại mới chưa được 7 giờ mà phải không? Dạ. Chưa đâu. Sáng em tính ra cầu cảng em coi người ta bắt cá lên á. Ta lên cá á, mà sao em đi 6 giờ mà nó bắt xong hết rồi? Không, cái thẳng bên cái cảng phụ bên đó đó. Dạ em đi qua chỗ cảng phụ chỗ con rùa đó. Đúng rồi. Sao không, nhưng... không phải con rùa. Là đi qua cái cầu cảng cũ không, luôn. Không có lên cái cảng đâu. Dạ ở đây chạy đi có cái bến nghiêng, cái bến đổ là đúng cái rồi. Bến nghiêng thôi. Hồi nãy em lại đó không thấy ai lên cá. Mình gọi hết trơn rồi đó. Dạ thì đó em mới lên 6 giờ mà không có ai đó. Dạ hả? Vậy bữa nay lên sớm rồi ta. Sớm. Giờ anh em mình sẽ đi câu cá bạn. Câu giải trí chơi thôi. Đây 12 giờ anh em mình phải lên tàu rồi. Không thôi là còn đi thăm làng bè chợ súp rồi tụi lắm chứ bạn. Mà mình chỉ đi câu cá chơi thôi. Trời đang mưa nè. Biết mưa thường là câu ít có cá luôn bạn. Anh em mình đi câu rồi bạn, rồi gặp mưa luôn rồi. Rồi vô đây coi mấy anh đây livestream ca hát rồi. Quá trời đông rồi bạn. Chú mưa, chú sao quá đạt. Trời ơi. Quá đông rồi, quá đông rồi. Chỗ này có bộ đất nè. Có bán nước luôn mà anh. Đúng rồi, đi tốt luôn. Chơi rồi bây giờ chỉ là tổng việc thôi, mưa này chắc cái thác sẽ chảy nhiều nước không nè, mưa xong mình sẽ lên cái thác chơi bạn, cái thác bé bé. Anh nói là bây giờ cái đường xuyên đảo xây lại đẹp lắm, hồi xưa mình đi thì đường xuyên đảo nó mới làm mà chưa xong luôn, bây giờ thì nó có rồi nè, mình chạy thử. Trời đang rất là đen luôn á bạn, mây đen trên đầu nè. Mình sợ mưa nên có mua thủ cáo mưa. Chứ chạy một tay mình thấy cũng là hơi nguy hiểm các bạn. Nhưng mà thôi, lỡ lên Hòn Sơn rồi phải khám phá với thăm lại con thác luôn bạn. Nhưng Hòn Sơn nó có một cái thác nhỏ, thác bé thôi. Mình sẽ chạy lên cái đường xuyên đảo. Hy vọng sẽ không mưa. Mình có mua thủ cáo mưa rồi bạn. Chạy một tay hơi nguy hiểm đấy. Cái chỗ mình ở khá là gần cái cầu tàu ngay đường xuyên đảo. Đây, đường xuyên đảo là chỗ cái hồ nước các bạn. Chỗ hồ nước có cây cầu. Mình sẽ chạy qua cây cầu, mình không quẹo xuống đây. Xuống đây bên trái này là cái đường đi cầu cảng các bạn. Mình sẽ đi thẳng luôn. Xe này nó hơi kêu các bạn, thông cảm. Chạy từ từ bớt gió rồi, cái mít mình sợ nó kêu mà. Này các bạn đi thẳng. Thẳng qua hồi sẽ có cái ngã ba, bạn vòng ngược lại lên nè, vòng ngược bên phải lên. Đây là gì đây? Khóm Tinh Lành. Đây. Mình đang chạy một tay các bạn. Bây trời cũng hơi khá là gió. Mình đi thăm cái thác đường xuyên đảo. Hôm nay thời tiết khá là xấu các bạn, hơn là hôm qua mình đi chơi rồi. Có
có mấy du khách mới lên đây là gặp mưa liên tục. Đây, tới đây là các bạn vẹo phải. Phải là đường xuyên đảo các bạn. Đây, dốc khá là cao nha. Ưu, xe hết xăng các bạn. Chỉ có đủ xăng không trời. Mình đi đổ xăng các bạn. Coi cái cây xăng gần đây nó đâu rồi ta. Trên hòn này là có một cái cây xăng duy nhất các bạn lên tới cầu tàu các bạn rẽ trái đi theo cái đường ven đảo nè. Đây. Có một cây xăng thôi các bạn. Wow, biển các bạn. Biển rất là xanh luôn. Nhớ là cây xăng ở đâu đây nè. Tiếp tục thôi bạn, nè coi mây nè bạn, đen thui trời luôn. Hôm nay là bạn nào ra đây vào cuối tuần thì sẽ không được may mắn cho lắm bạn. Chứ ở resort có hồ bơi, có ăn uống rồi thì cũng được. Mà muốn ra biển giờ này thì thứ nhất là sóng lớn, thứ hai là chụp ảnh không đẹp bạn, không đủ ánh sáng. Đây, rất là âm u, tối thui. Bây giờ mình sẽ đi đường xuyên đảo với đi qua cái thác. Mới đổ xăng xong bạn. Đây, lên thôi. Lên dốc. Ui, càng ngày càng đen. Hy vọng sẽ đi kịp cái đường xuyên đảo và thăm cái thác bạn. Hồi đó là mình ở trên đỉnh tới đây nè. Rồi gần 3 năm trước. Giờ thăm lại chốn xưa các bạn. Biết có đẹp không ta? Lâu lắm rồi chưa lên mà. Đường bây giờ lớn ghê á. Lớn hơn lúc trước nhiều các bạn, lúc trước nhỏ lắm. Giờ xây bự ra, biết bự luôn. Rộng thênh thang. Đây, mình sẽ dừng lên quay tí cảnh cho các bạn xem ha. Nè, đây là cái ống mà người dân họ lấy nước xuống các bạn. Lấy nước từ trên thác xuống á. Đây. Thường là đảo nào thì cũng sẽ có lấy nước thứ này các bạn. Còn đây là cái view ngắm toàn cảnh để mình leo lên. Đây, có hồ nước nè. Cái nhà mình ở dưới các bạn. Đây là cái view toàn cảnh Hòn Sơn từ trên cao. Trời nữa bạn, trời mây đen nên mịt mù luôn. Mình đang rất là mạo hiểm khi đi quay các bạn. Mưa rồi mà không biết trú ở đâu trên đường xuyên đảo rồi luôn á. Đây là cái con đường thẳng lên xuyên đảo Hòn Sơn. Bây giờ nó xây rất là xa rồi. Cái dốc lên nè bạn, rất là cao. Mình đang đi một mình trên chiếc vi sành nè, không biết nó chạy sao nữa. Rồi lên đường tiếp, ngắm cảnh xong các bạn. Bây giờ lên đường đi tiếp đường xuyên đảo. Lên cái con thác. Mưa này đã có thác này, nước nhiều đó các bạn. Đây. Ui đây rất là lạnh luôn á. Mình đang mặc áo cục tay các bạn. Không có đội full face. Không biết cái mic này có nghe được hay không nữa. Sợ nó ù quá các bạn. Phải chạy hơi chậm chút. Xe này nó kêu len keng. Trời cái đường giờ làm rộng ghê. Trên đây là cây cối rất là nhiều. Chắc khác đâu rồi ta. Nhìn mênh mông ghê các bạn. Nhìn như là đang đi trên Tây Nguyên vậy. Đường bây giờ làm phải là gấp 3 lần khi xưa mình. Đây cái thác đây. Trời ơi cái thác các bạn. Lâu lắm không thấy thầy quay lại cái thác. Ở đây có cái cô, một cái em trai bán đồ. Cái đồ ăn. Mình sẽ tấp xe vô đây các bạn. Cởi nón xuống. Đây là cái thác ở trên Hòn Sơn các bạn. Thác bé bé thôi. Trên Hòn Sơn. Mưa này thì cũng có nước và lúc trước mình đi là không có nước luôn.
nè, cái ống hồi nãy này, cái này là cái ống mà hồi nãy quay cho các bạn xem thời gian họ lấy nước nè bạn. Đây, lấy nước xuống dài xuống nè bạn, để mình tìm đường xuống nha. Khá là trơn các bạn. Đẹp quá bạn. Nước mát lạnh, nước quá trời mát lạnh các bạn. Nước cái đầu nguồn nó chảy từ đâu ta? Khá là đẹp. Ở đây có cái em trai đang bán gì nè bạn, mình hỏi thử. Cái này là bánh gì em trai? Bánh khoai mì chiên. Bánh khoai mì chiên à? Cái này bán sao? Cái 3 ngàn. Cái 3 ngàn hả? Lấy cho chú 3 cái đi, ăn thử ra. Bánh khoai mì chiên. Cái này là khoai mì ở đây đúng không? Cái này dưới chú cũng có bán. Lâu chưa ăn. Này, bữa nay nước nhiều chưa hay là cái bữa trước nước nhiều hơn nữa? Dạ. Dạ, mấy bữa nay là nước ít. Dạ. Mà cái nguồn này nó có mình trước đi gặp được cái thác bự hơn không hay là nó chảy dọc dọc theo thôi? Dạ. Cái này vẫn có người đặt ống lên bị tạng cỡ hả chú? Dạ, ý là có người đặt lên tới đầu thác bên kia luôn. Đầu thác rồi phải dây ống rồi cái khi mà mùa khô á. Dạ. Còn bây giờ là người ta lấy thuốc để trên đây, thấy không có chỗ người nào tắm rửa hay người nào đi rửa là người ta lấy. Còn lấy trên còn cái đầu nguồn khi mà nó cạn kiệt hết á. Dạ. Người ta mới lấy nuôi chung cái hang. À. Chứa hang về. Dạ. Vì Hòn Sơn đây có cái thác ngọc. Dạ thì đó nó mới làm gần đây nè. Thì con mới chạy thử. Mới làm ra rộng mỗi mét nè. Ừ, lúc trước con nhớ nó nhỏ. Nó nhỏ mà nó bị mưa nó lỡ. Dạ. Bây giờ là coi nó làm lại hết trơn nhưng mà làm từ đây nè. Dạ. Ngắm thác Hòn Sơn ăn bánh khoai mì chiên à, này nó chạy nó né nó chụp mặt gì rồi ăn con món rồi hả à? Có món rồi hả à? Bán sáng giờ quá là tiện bạn nguyên bọc tiền luôn. Bán thì có mấy triệu rồi đó. Núp ở đâu vậy? Chạy theo dòng nó lưng quay. Quay đi à? Quay YouTube. Rồi tạm biệt. Bye bye. Đi chú ơi. Đi nha. Đi tiếp bạn. Ghé thăm thác rồi ăn bấn. Wi-Fi từ 1 đến 8 rồi. Đường xa gì vậy? Tờ. Bấm được đây. Tờ. U. U. Dê, không có cách. Cách rồi. Đi dê. Đâu bấm lại rồi. Dê. Yeah. Bấm ok bấm lại rồi. Ừ. Cứ bấm nè. Tờ U nè. Rồi mưa luôn. Đến nè. 8 nè. Hên quá có dù chú mưa luôn. Vô chú mưa luôn bạn. Được. Gì kỳ vậy? Ừ. Ồ, lại. Chạy hoài. Sao vậy? Sao trốn hoài vậy? Đó, con bị về TikTok giống như. Vậy hả? Sao vậy? Sao đặt vô ta?
ở đây là nó mưa chút xíu rồi nó dừng nữa, mưa xíu nó dừng. Camegamen hả? Dạ. Bánh này bánh khoai mì. Để em quảng cáo giùm cho. Cái này là một cái 3.000. Người chụp hình cái nhiêu? Dạ. Chụp hình cái nhiêu? Chụp hình hả? Không biết. Không có bản, không có bản giá. 5.000. Chụp bánh cái 5.000. Không có bản giá. Rồi hết luôn rồi đó. Thôi tao tắt rồi. Hãng gì không có đăng ký được cái dân gì hết trơn à. Tính vô vụ đăng ký rồi không có đăng ký được. Lúc này đứng đây mẹ này chứ hai lại rồi nha. Đăng ký kênh đó hả? Ừ, vụ đăng ký kênh. Chào wow. Tính ra cái ông kinh doanh còn hơn cái thằng bán mắt. Một cái là nhiêu con? Một cái 3.000. Dùm nó 10 cái đi. Tao ăn thử coi. Ngon lắm nãy con em có mua ăn rồi à. Ngon lắm. Đó để chú bán giùm cho vài 10 cái nè. Đây. Bánh gì con? Bánh khoai mì chiên. Mà cái gì trộn cái gì vô vậy bà? Đường. Khoai mì với đường không à? Hay là mày điếc lại cô ta? Có đâu mẹ chiên. Mẹ chiên ấy nhưng mà cái đó là có nguyên liệu là cái gì với cái gì? Còn không biết giờ 10 cái nhiêu tiền? 10 cái 30. Được, 10 cái anh nói ngày bán được, 10 cái hả? Hay lại giờ 20 cái 60 được không? Được. Giá đây chị à. Trời ơi. 20 cái 60 không bán. Đấy, lộ á. 20 cái 60 lỡ. 1 cái 3.000, 20 cái 60 là con lỡ. Lộ đó. Rồi sao được không? Không? Là có ăn rồi, có ăn rồi chứ không có lỗ. 10.000, cái có 3.000 à, mà 20 cái là 60.000 là lỗ đó. Mẹ mày cho không? Để tỉnh cái còn đang tỉnh, còn đang tỉnh. Tỉnh vô mình ăn nó tính tiền không? Bây giờ ăn hai cái rồi đó. Là mua một cọc cái là vẫn là 30.000. Thì nào gói đưa vậy thì 30.000. Số nhiêu tiền? Số mấy ngàn? Số mấy ngàn? Trời 9 ngàn thôi bây. Bán hàng mắc chết. Bán 2 ngàn chơi à. Bán 10 ngàn. Vô thôi. Ở đây là ăn 2 cái rồi, giờ lấy thêm 8 cái nên đây là được. Đó hả cha, được 1 cái hả cha. Mở sáng cho mày á. Ông nội ơi, bánh tráng còn nhóc. Ờ trời, má cái thằng. Ê, được cái bộ trời, mấy đứa nó trời, bán hồi sáng giờ nguyên bọc tiền rồi thấy chưa. Cái này bán vào thấy bà nội luôn đó. Một cái vốn 300 mà bán 3.000. 300 không có khoai mì muối. 8 cái kia đừng có đến 10 á, 10 lộ án kẹo. Khoai mì trên núi là nhóc luôn, miếng thịt y không à. Đi dỗ không mà về lại thôi. Mấy chú ơi, mấy chú đi làm ơn đi, sao mà có 3.000 mà mấy chú chịu quá à. Thư mày ăn, mua ăn đi Thư. Cái gì vậy trời, thì mua nè. Đã ăn đi. Còn bánh cam trên này có thằng ăn không? Gãy nó đi, từ đây tới chiều cũng hết. Đây là có chụp hình giùm luôn á hả? Chụp hình giùm không? Biết chụp không vậy mày á? Biết chụp không vậy trời? Mẹ ăn không? Không, vì ăn không? Không dấn chút rồi. Rồi, rồi có ghệ chưa trời? Có ghệ chưa? Ngủ mặt mày láo láo quá. Nhiêu tuổi rồi? Hả? 4 tuổi. 4 tuổi rồi, có ghệ năm 12 ăn nhiêu? Có ghệ chưa? Tôi rồi. Trời, 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 ghê vậy? Dữ dằn thiệt. Chắc 10 tuổi là có ghệ đúng không? Dữ dằn thiệt chứ. Ăn hả? Trời ơi trời. Rồi đi thăm thì sao? Đi thăm thì sao? Trời ơi trời. Bắt bắt ra đây thăm luôn hả? Người ta không đi ra thăm mà người ta phải vô đây thăm luôn. Rồi nó tên con gì? Cái gì? Vậy con ghẻ con tên gì? Nhiêu tuổi? 12. 13 hả? Nhút cái lớn 2 gì trai lớn 1 ok quất liền con. Mày đừng nói hai chọc tao xỉu đi. Rồi liên lạc với em bằng cách nào? Facebook. Facebook hả? Facebook. Rồi chừng nào nó mới ra thăm con làm. Trời ơi, trời ghê trời. Ghê vậy. Hồi nãy giờ ổng không có khai thác được cái gì mà một năm thôi mà thai lạc muốn đi thai lạc nữa, tao đi du lịch nữa. Dữ vậy. Vậy là hôm nay đi du lịch hai đẹp trai có sức ảnh hưởng dữ ha. Mắt giá giác là biết rồi. Bán mì lời quá nè. Rồi ở nhà ai chiên? Mẹ chiên hả? Nhà con gần đây không? Dạ, biết chưa chưa. Đi vô con nè. Tâm không thích vô ướt chân hết trơn kìa. Thôi đi lên núi đi, đi đường nào. Để đó, nó chạy đi. Mà tao thì nó mới xuống đó. Đó, trên núi mới xuống. Ở đây có cái núi một hay gì thì còn năm năm. Thôi Thư mua hết bán lấy bàn rồi mày. Có lẽ cũng đúng hả? À, bộ có lý rồi quay. Đứng ngoài. Còn nước suối nữa kìa chứ thầy. Nước suối chai 9.000 đi mua hết, 10.000 mua.
bán vui vẻ thôi, mình chủ yếu là vui vẻ thôi chứ cần gì lời. Lời thì là những người sao đây, những người này vui vẻ mình bán vui vẻ. Cái thác ở đây là mẹ. Bự dữ. Trời, có con cái một đó. Là bự dữ chưa? Cái này nữa phải đi mua cây tụt đâu. Đây cái này cũng giống như nó ta xay vậy nè. Nó từng từng á. Tự nhiên là nó nhiều. Nó xay mà. Dạ. Cái bự ta xay. Mày giờ mới xay rồi. Nước là tự nhiên. Đó, tự nhiên. Chú đường ai hay nhập đường nào. Vâng. Dạ, mấy bài leo giả nào? Có nữa luôn. Rồi ngã ba. Dễ nó bên đây. Số lượng con tăng lên quá trời nè. Trời ơi thằng nãy để làm photo của tao. Đây. Đó. Chụp ảnh luôn. Không ai cho mình vô. Nó nói một chục cái cũng hết hả. Đó rồi. Có... Đây một cái 3.000, một cái 3.000. Có vừa vừa bán bánh, bánh mà vừa vừa chụp ảnh luôn. Rồi quá trời, cái này diện tích lại thu hẹp nữa. Siêu vui luôn. Rồi đó, thì 5 cái thôi chờ vô luôn rồi. Đó cây vô rồi bán được bộn rồi. Bán bánh vậy ngày mấy triệu á. Không phải. Bán mới đủ tiền nuôi ghệ à. Ghệ là tháng nào điện cái là từ ở ngoài đất liền chạy ra thăm lần á, tháng. Quá trời bu rồi nè. Tháng làm lại. Đất quá đất luôn rồi, đen đầy lọc. Đất ở đâu bán có 5 cái, mày đặt cho thôi 5 cái cho nó nè. 185 biết tới đâu. Ngon. Tiền nhiều quá hết biết đường điểm rồi. Quá à, bán sáng giờ nguyên bọc tiền luôn á. Có đây ngon. Đó thì chỉ xuống luôn. Cầm cầm đường điểm lại với con canh cái vậy. Đâu có ai leo lên mới được hả? Hào, hào chuyện cho em trời lót cho bánh thế nào. Thấy chú vô mở hàng cái là vơi đi liền đóng không? Ừ, vậy hay quay nãy giờ chạy đâu bẻ được mấy chổi nè. Bộ dao mà cắt luôn. Ờ, ăn đi cưng. Hay thiệt. Chắc này bẻ trong tiệm quá. Vô. Không, nhìn cái dốc ổi thì như ổi ổi gừng. Cái tay lại đồn. Ăn em quên á. Bữa. Cho mẹ nó bẻ, bẻ cho tối bữa dao. Chị nhau ăn đi nè. Cắt luôn đi, cắt luôn đi. Thêm được 5 cái nữa. Nó bán một vỏ bánh như vậy mà mướn YouTuber review mấy triệu bạc. Vô vòng vòng người này quá trời quá trời. Không có ai mà có tiền làm tới chuyện đó. Ở đây con ơi, cái bánh không ăn này được mà. Dạ cái này được. Được. Muối nó chấm đi con. Không được. Ăn đi chị Bạc Liêu huyện nào anh? Ở nhà mát. Con là gì? Con tên gì? Bạc Liêu hả? Ủa hồi nãy em ra bản gì? Muốn chiếc bi sành rồi. À vậy hả? Ăn rồi, hồi lúc em, mấy năm trước em lên nó không có nước. Con thác này nó cũng hên xui lắm. Mùa nào có nước nó mới có nước, còn không có nước khô queo à. Nó không phải quanh năm. Mùa mưa có nước, mùa nắng có nước hả? Mùa nắng khô queo à. Đây. Đắc nghiệp rồi, tới giờ đắc nghiệp rồi. Đó. Đó, giờ bán được thêm 5 cái thôi trời. Lẹ lẹ, lẹ tay, lẹ chân lên. Trời ơi trời. Vô, đó, vô, đó, vô bán mày mì vô đuôi cho mấy con ghẹ luôn đó. Vô. Rồi, tìm được 5 cái rồi. Rồi, vô luôn, to luôn. Cho chứ 5 cái nha, 6 cái lần á. Đúng rồi, rồi con 5 ngàn, 6 cái, đúng rồi. Nước xuống giờ cho 10 ngàn, muốn rồi. Đó, sắp rồi, sắp rồi, sắp hết rồi. Sắp hết rồi, cứ giờ lên được rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi, vô. Dạ. Còn lại 2, 4, 6, 8 cái. Nhiêu? Chiêu tia 45 anh chụp giùm em tấm hình nha. Rồi ok đó, quay quay trời với đất rồi đó. Một, hai, ba, rồi. Vô. Quay tác nghiệp nè. Bị đòn á.
nằm đỡ rồi. Được chưa, đủ chưa? Vô vô chụp tấm hình đi, chụp tấm hình đi. Rồi. Qua xíu nữa, giữa giữa xíu. Rồi rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nha, 1 2 3 tấm nữa nè. 1 2 3. Chưa nghe, chưa nghe. 1 2 3. Rồi. Rồi được rồi. Mình đang ngồi chỗ bán bánh thôi bạn. Sau khi chụp hình tất cả 80 bức hình cho đủ thứ người cho đây cái thác. Chắc mình phải bỏ cuộc cái cuộc mà đi lên cái đường xuyên đảo các bạn. Làm sao đi quá mưa quá bạn ơi. Nãy giờ bán cái đó tưởng đâu rồi nó hết rồi bạn. Mới tăng cường thêm một đống luôn. Đây một nồi các bạn, chuẩn bị bán hết thì mình chắc là ngồi đây mình bán bánh để kiếm tiền đi về đảo các bạn. Bán bánh mình chia nó 10% thôi. Đây khác mà. Chia nó 10% thôi không biết được không. Từ khét cơ mà. Mưa ầm ầm. Chắc kết thúc cái tour Hòn Sơn tại đây, chuẩn bị lên tàu. 12 giờ lên tàu, bây giờ là 11 giờ 10. Ngồi đây coi nó hết mưa các bạn. Trên núi rồi mây đen bu mịt luôn. Sấm chớp. Lúc trước là mình có tắm thác đây gần. Lúc trước chú tắm. Anh bye bye. Hẹn gặp lại. Nhớ lần sau dẫn chú đi câu cá nha. Trở lên những nhiều câu cá. Không biết lần sau là chừng nào các bạn. Để lần sau chú dẫn vợ chú lên. Được không? Để câu cá được không? Biết chỗ câu phải không? Ờ, câu có cá không? Có. Cá nào không được, có cá là được. Đem đồ ra nấu ăn. Nấu rồi chú sẽ đem đồ ra nấu rồi chơi. Kiếm chỗ nào cái mình bày ra mình nấu. Nha. Rồi lần sau chú lên, chú nhắn tin Facebook chưa? Mặc áo mưa rồi về đó các bạn, chuẩn bị tới giờ lên tàu rồi. Về nha, bye bye. Về thôi, bye bye thác bạn. Anh em mình đã cầu tàu chuẩn bị ra về Hòn Sơn tiễn mình về bằng một cái cơn mưa chút nước, sóng rồi bạn, sóng ầm ầm. Mình đang ra cầu tàu. Tạm biệt Hòn Sơn. Bye bye. Bye bye coi, bye bye coi. Bye bye, bye. Đứng chạy 15 phút và chưa lên được bạn. Bạn coi nè. Nè, người lên không nhường, người kiếm không nhường các bạn. Đi đây hết trơn luôn. Trời ơi, người các bạn chảy dài hết cái cầu luôn. Quá trời kẹt rồi. Đi ngay cuối tuần mà gặp trời mưa các bạn. Cũng may là lúc này anh em đi về đó. Anh em mình mà đi lên ngay thời điểm này là không biết là chơi được cái gì luôn các bạn. Đây là đi tàu lúc mưa gió nè các bạn. Trời ơi, kẹt đi rất là lâu. Đi đảo sợ nhất là mưa gió các bạn. Ôi đi ngày mưa nè các bạn. Kinh khủng luôn. Chen chúc nhau các bạn. Trở về đất liền an toàn các bạn. Hòa nhập vào cộng đồng. Yeah. Về thôi. Hòa nhập vào cộng đồng. Về thôi. Ăn chơi hát lượng đó, em gà ở Hòn Sơn à. Về làm video kiếm tiền lại. Để lấy xe các bạn. Mình gửi xe bên đây. Có xe. Công đoạn đi tìm xe giữa một đường xe các bạn. Con đoạn này không phải đơn giản đâu à. Xe mình ở đâu mà ta.
xe mình đâu rồi? Chiếc ẹt màu đỏ là bữa trước đậu ngoài trước á. Nhà bên kia. Nhà bên quên lộn. Nhớ rồi. Chỗ mình gửi xe nè các bạn. Ngay cổng. Bãi xe rộng thênh thang. Đây xe mình đây. Thấy xe rồi. Hey, chị. 12 ngàn. Rồi, lên đường. Chương trình Hà Giang 24 giờ. Hà Giang 36 giờ. Về Bạc Liêu thôi. Về Bạc Liêu. Mình sẽ về đường cũ bạn. Đường này thì quay mình quay rất là nhiều lần rồi nên mình sẽ không quay lại nhiều nữa. Đi dọc đường á, thì mình sẽ bật máy, có cái gì hay thì mình sẽ quay lại bạn. Còn không thì thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo, những hành trình tiếp theo. Bye bye Kiên Giang. Secret stars.